Dạ, cô Tịnh Hạnh có ở đây không ạ? Cái sữa nó alo. Cô Tình Hạnh có trên lớp không ạ? Con không không thấy dạ chị Hoa ở đó sư ơi. Như cô Tình Hạnh chưa có lên thì phải hả? Con thấy cái tên Hoa Nguyễn mà. Có Hoa Nguyễn hả? Dạ. Không biết có trục trặc mấy chị không biết. Thế con gọi điện cho. Con trăng trùng tụng được không? Dạ rồi, dạ được. À, con trăng tụng được không? Dạ được sư. À, mời con trăng tụng thế đi vậy. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, dạ thưa sư và quý học viên, con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Lớn lớn tí nhỏ quá. Dạ. Sakhe kame cha rupe riri sikhara tate chan tali khe vimane di be ra the cha gam panagahane ye hawa thum hi khe te phum ma cha yam tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me su nan tu tham ma sa wa na ga lo yam pa dan ta tham ma sa wa na ga lo Ayam Padanta Thamma Savana Kalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyambi Buddhang saranang gacchami, Tutiyambi Dhammang saranang gacchami, Tutiyambi Sanghang saranang gacchami. Tatiyambi Buddhang saranang gacchami tatiyambi Dhammang saranang gacchami tatiyambi Sanghang saranang gacchami Itibiso Bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambandho Sugato lokavidu anuttaro purisadhammasa ratisattha deva manussanang buddho bhagavati nati me saranang buddho me saranang varang ete na sacca vacce na hontu me jayamangalam Uttamange na vande hang ba da bang sup varutamang buthe yo khalito do so putho khamatu tang mamang Swakato phagavata thammo sandhi thiko akaliko
Ehi pa si ko o pa na yi ko pa cha tang we di ta po win yo hi na thi me sa ra nang an yang tham mo me sa ra nang wa ra e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ya la o ta mang ge na wan de hang tham man cha du vi thang wa ra thamme yo khalito do so thammo khamato tang mamang subati banno phagavato savaka sangho ujubati banno phagavato savaka sangho nya yabati banno phagavato savaka sangho sami jibati banno phagavato savaka sangho yadidang chata riburisa yuga ni athaburisa bongala e safagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaneyo anutara punyan khetang lokasati na thi me saranang anyang sangkho me saranang vara e te na sa cha wa che na hon tu me cha ya mangala utta mang ye na wan de hang san khan cha du vi kho ta mang sang khe yo khali to do so sang kho khama tu tang ma mang wan da mi che ti yang sa pang sa ba tha ne su ba ti thi ta sa ri ri ka tha tu ma ha bo thin bu tha ro ba sa ka lang sa da sa bu the a tha vi san cha da da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han to sa be u ba da we a ne ka an ta ra ya pi vi na sa tu a se sa to sam pu the pan cha pan nye san cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke da sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han ta sa be u ba da we a ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam pu the na vu ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na hang to sa pe u ba da we a ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam sa pe bu ra thi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho du sa pe bu ra thi ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho du sa pe da khi na ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho du sa pe da khi na ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho du sa pe bai chi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho du sa pe bai chi ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho du sa pe utara ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho du sa pe utara ya nu di sa ya sa ta a we ra Sukhi hondu sape uparima yadi sa yasata awera sukhi hondu sape hetima yadi sa yasata awera sukhi hondu sape
Sata awera hondu sukita hondu nikdoka hondu abya paja hondu anika hondu dika yuka hondu agoya hondu sampati hisami chantu sukhi atanang pariharantu dukkha patta janik dukkha phaya patta janipaya soka patta janisoka hontu sape vipipanino akasatha ca phummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu sasanang akasatha ca phummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no gagu akasatha ca phummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu nyatayo akasatha ca phummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu padino akasatha ca phummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale sa thú sa thú sa thú. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. À, hiện bây giờ thì xin kính mời sư tiếp mic để tiếp tục bài giảng cho lớp chúng con ạ. Dạ xin kính mời sư. Nam mô Phật-thầy-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-thầy-ya. Rồi xin chào các học viên trong lớp. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 6. Thì giống như mọi khi bắt đầu cho buổi học bài học mới thì chúng ta sẽ học phần sau khi nghe phần giới thiệu xong thì chúng ta sẽ học phần ngữ vựng. Về trong phần bài học số 6 đó là phần tên của bài học đó là Lễ Hà Điền. Lễ Hà Điền. Phần bài học này thì chúng ta sau phần lịch sử liên quan đến Lễ Hà Điền thì chúng ta có nhân xưng đại danh từ Tát, xưng đại danh từ ngôi thứ ba. Phần này thì chúng ta cũng chỉ học chữ trong bài học thì chúng ta có bảng chia của nhân xưng đại danh từ Tát ngôi thứ ba ở dạng nam tính. Bài này cái dạng Tát thì nó có đến ba bảng, tức là bảng nam tính, bảng nữ tính, bảng trung tính, nó khác với bảng tum hát với lời âm hát. Nhưng mà trong phần yêu cầu này thì chúng ta thôi chúng ta chỉ học chữ Tát, dạng chữ so, chữ so, chữ t là được rồi, hai chữ đó đi, rồi sau này chúng ta sẽ tự tìm hiểu thêm ha. Có cái bảng rồi thì chúng ta cứ học cái bảng đó thôi. Rồi học thêm thì hiện tại, còn một phần nhỏ của thì hiện tại, cái bảng chia của thì hiện tại, dạng động từ thì hiện tại bằng A, rồi thì hiện tại bằng O. Ở trong bài học thì chỉ có dạng bằng A thôi, nhưng mà vì còn một bảng bằng O nữa cho nên chúng ta học thêm dạng bằng O luôn cho kết thúc thì hiện tại có 4 dạng. Rồi phần đàm thoại vì cách hỏi thăm biệt nơi chốn. Dạ. Thì đây là trước tiên nói về lịch sử Đức Phật. Thì ở đây mình có cái đoạn lịch sử ngắn đó là nói về Lễ Hà Điền. Thì theo truyền thống của người Ấn Độ đó là vì họ sống bằng nghề nông, cho nên ngay cả đức vua vào đầu mùa mưa thì cũng phải làm gương cho người dân, đó là họ bắt đầu cho cái việc cày ruộng. Thì trong lúc mà đức vua với lại vần thần đang tập trung cho cái việc cày ruộng, rồi có mang Đức Bồ Tát ra đi theo đó,
Thì lúc giờ trong lúc mọi người đang tập trung cày ruộng thì Đức bỏ lại Đức Bồ Tát một mình. Thì lúc giờ Đức Bồ Tát vẫn còn nhỏ, cho nên ngài bật dậy, ngài ngồi Thế Kiết Già ngồi thiền với hơi thở ra vào, và ngài đã chứng đắc được sơ thiền. Mới còn nhỏ mà đã tu tập thiền và chứng đắc được sơ thiền. Và cho đến khi mọi người tập trung trở lại nhìn thấy cái cảnh đó, thì thấy cái hình ảnh đó thì mọi người mới bất ngờ. Rồi ngay cả Đức Vua cũng thấy như vậy thì cũng đảnh lễ thái tử. Tức là lúc bây giờ thì ngài mới 7 tuổi thôi. Dạ. Thì đây là phần cái đoạn lịch sử Đức Phật. Phần lịch sử Đức Phật. Dạ. Đây là phần tóm tắt ha. Thái tử Siddhartha ngồi hành thiền dưới cội cây bên cạnh cánh đồng đang tổ chức lễ Hà Điền. Thì phần này mình nhớ ngắn gọn đó là Đức Bồ Tát ngài mới 7 tuổi, ngài ngồi dưới cội cây trâm hành thiền, theo dõi hơi thở ra vào và chứng đắc được sơ thiền. Và Đức Vua Thịnh Phạn thấy như vậy cũng đã đảnh lễ ngài lần thứ hai. Lần thứ nhất thì đảnh lễ lúc mà đạo sĩ Asita tới vào hoàng cung và thăm thái tử, và thái tử đã xoay người đặt chân lên đầu của ông ta. Và lúc đó thì Đức Vua thấy gì cũng đã đảnh lễ một lần, và lần này là lần thứ hai. Dạ. Rồi phần tiếp theo đó là phần ngữ vận. Phần tiếp theo đó phần ngữ vận mà chúng ta cần phải học ở trong phần bài học này. Phần ngữ vận thì chúng ta cũng có hai trang. Bằng hai trang từ vựng cần phải học. Giờ trước tiên nghe đọc ha, nghe đọc rồi sau đó chúng ta tập đọc theo. Rồi bây giờ nghe đọc trước. Chúng ta có khoảng mười mấy từ vựng trong bài học này. Giờ nghe đọc trước rồi sau đó chúng ta tập đọc theo. Vappa Mangala. Vappa Mangala. Vappa Mangala. Vappa Mangala là lễ Hà Điền. Của ai đó mình tắt mi đi. Tắt mi rồi lát nghe, rồi lát chúng ta tập đọc theo ha. Sannipatati. Sannipatati. Sannipatati là tập hợp lại. Arapati. 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 Arapati là bắt đầu ha. Champurukha là cây trăm. Tá là nhân xưng đại danh từ, là anh ấy, người ấy gì đó ha. Puratimadisa là hướng đông ha. Puratimadisa là hướng đông. Surya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Ito chito cha oloketi là nhìn chung quanh. Ito chito cha oloketi nhìn chung quanh. Rồi nghe đọc lại. Oloketi. Đức Minh Ngạn tắt mic đi. Lát nghe đọc lại. Vappa Mangala. Sannipatati, Arapati, Champurukha, Tá
Urathimadisa Surya Ugachati Ito Chito Cha Oloketi Ito Chito Cha Oloketi Ito Chito Cha Oloketi. Rồi nghe lại lần nữa rồi tập đọc ha. Vappamangala Sannipatati Arapati Champurukha Ta Purathimadisa Surya Ugachati Ito Chito Cha Oloketi Ito Chito Cha Oloketi. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên ha. Ai đọc được giơ tay lên để chúng ta đọc. Anh Cát Khánh có trên lớp học phải không ạ? À? Dạ có sư. Rồi anh Khánh mời các tự đọc giúp sư. Dạ, đầu tiên xin mời cô Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Quá bá măng gà lá để hạ điền ạ. Sang nít bát tát tí tập hợp lại ạ. A rá phá tí là bắt đầu ạ. Căng bú rú khá là cây trâm ạ. Pá là anh ấy, cái ấy ạ. Pura thí má đi xa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Ito sito chá loko ke tí là nhìn chung quanh. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Sư con xin đọc ạ. Vappa mangala là lễ hạ điền. Sang ni patati là tập hợp lại. Arapati là bắt đầu. Champurukha là cây trăm. Purathi madasa là hướng đông. Surya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Chito chito cha olo ke tí là nhìn xung quanh. Bà sư hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Vappa mangala sannipatati arapati jambu jam Buruka ta Puta Puratin Madisa Surya Ugachati Itoshi Tocha Oloketi. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Sannipatati. Con xin đọc lại. Vappa mangala là lễ hạ điền. Sannipatati là tập hợp lại. Arapati là bắt đầu. Champurukha là cây trăm. Tá là anh ấy, cái ấy. Purathimadisa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Ito chito cha oloketi là nhìn chung quanh. Con xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ.
Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Vappa Mangala là lễ hạ điền. Sani Batati là tập hợp lại. Arafati bắt đầu. Samburukha là cây trăm. Purathi Madisa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Ito Chito Chá Oloketi là nhìn chung quanh. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Wampa Mangala Sanipatati Arapati Jamburukha Ta Purathimadisa Suriya Ugachati Ito Ito Sito Sa Oloketi. Dạ con xin hết. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc Vapa Mangala lễ hạ điện. Sanni Bhattati tập hợp lại. Arapati bắt đầu. Jambukutha cây chăm. Ta anh ấy. Purathimadisa hướng đông. Suriya mặt trời. Ugachati mọc lên. Itto chatto chat aloketi là nhìn xung quanh. Nhìn chung quanh. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Quát bá mangala là lễ hạ điền. Sanit bá tá tí là tập hợp lại. Ara phá tí là bắt đầu. Chamburu khá là cây chăm. Tá là anh ấy. Purathimadisa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Ito chito cha oloketi là nhìn quanh. Dạ thưa sư con xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Quốc bá măng gá lá là lễ hạ điền. Sanli bá tá tí là tập hợp lại. Ara bá tí là bắt đầu. Chambu rút khá là cây trăm. Tá là anh ấy. Burathi má đi xa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Ito chito chá oloketi là nhìn chung quanh. Dạ con xin giấy ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ thưa sư xin đọc. Quan ba Mangala là lễ hạ điện. Sang đi ba tá tí là tập hợp lại. Arahati là bắt đầu. Buru khá là cây chăm. Tá anh ấy là anh ấy cái đấy. Purathimadisa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Ito chito cha oloketi là nhìn chung quanh. Dạ thưa sư hết. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Xin đọc ạ. Vapa Mangala lễ hà điền. Sani Patati tập hợp lại. Arafati là bắt đầu. Chambu Rukha cây trầm. Ta
anh ấy. Puratima Disa là hướng đông. Suriya mặt trời. Udgacchati là mọc lên. Itochitocha Oloketi là nhìn xung quanh. Con xin nghỉ đã. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Papa Mangala và lễ Hạ Điền Sani Tattati tập hợp lại. Arahati là bắt đầu. Chambukruka hay Cham Tá là anh ấy, cái ấy. Puratima Disa. Puratima Disa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Udgacchati mọc lên. Itochitocha Oloketi là nhìn chung quanh. Xin mời Phật tử Đức Minh Ngạn ạ. Quát bá mang gá lá là lễ Hạ Điền. Sanipatati là tập hợp lại. Arapati là bắt đầu. Chamburukha là cây châm. Tá là anh ấy. Purathim Madisa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Udgacchati là mọc lên. Ito chito cha oloke tí là nhìn chung quanh. Dạ thưa sư, xin hết rồi. Rồi, xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Papa Mangala là lễ Hạ Điền. Sanipatati là tập hợp lại. Ahapati là bắt đầu. Champurukha là cây trăm. Ta là anh ấy. Puratima Disa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Udgacchati là mọc lên. Itochitocha Oloketi là nhìn chung quanh. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Wappa Mangala Lệ Hà Điền Sanipatati tập hợp lại. Arapati bắt đầu. Chambukha cây trâm. Ta anh ấy. Puratima Disa hướng đông. Suriya mặt trời. Udgacchati mọc lên. Itochitocha Oloketi nhìn chung quanh. Con xin hiểu ạ. Rồi tổ tử quyền này tiến bộ nhiều rồi. Cái này cũng dạ thưa sư, Trần Văn Điền tắt mic đi. Trần Văn Điền chưa tắt mic á. Dạ thưa con xin đọc ạ. Wappa Mangala là lễ Hạ Điền. Sanipatati là tập hợp lại. Arahati là bắt đầu. Yamburukha là cây trăm. Tá là anh ấy. Puratima Disa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Cách tí mọc lên. Itho chito cha olo ke tí là nhìn chung quanh ạ. Dạ con xin hết. Túi áo. Thưa sư đã hết rồi. Vẽ không được thời gian mình vẽ. Cái ra này mắc cười quá hả? Của Trần Quang Điền để ra ngủ hả? Nhưng mà Phật tử Trần Quang Điền gạch sẽ ráo ra kia được cái đồ hết kìa không? Xin mời Phật tử Trần Quang Điền tắt mic ạ. Tắt rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua trang 2 ha.
ba trang hai. Bây giờ nghe đọc trang hai để sau đó chúng ta tập đọc tiếp ha. Palangkang Phucchati. Palangkang Phucchati. Ngồi kiết già ha. Palangkang Phucchati. Pasati. Pasati là thấy. Uthati là đứng dậy hay là ngồi dậy. Uthati. Uthati. Anapane parik ganhati. Anapane parik ganhati. Chú tâm vào hơi thở. Anapane parik ganhati. Anapane parik ganhati. Parik ganhati. Anapane parik ganhati. Pana papunati. 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 Papunati là đạt được. Pathamacchana. Pathamacchana. Pathamacchana là sơ thiền ha. Pathamacchana là sơ thiền. Sakkhinkaroti. Sakkhinkaroti là chứng kiến hoặc là mục kích. Sakkhinkaroti. Sakkhinkaroti là chứng kiến hay là mục kích. Rồi nghe đọc lại. Palangkang Phucchati. Palangkang Phucchati. Pasati. Pasati. Uthati. Uthati. Anapane pariganhati. Anapane pariganhati. Papunati. Papunati. Pathamacchana. Pathamacchana. Sakkhinkaroti. Sakkhinkaroti. Palangkang Phucchati. Palangkang Phucchati. Pasati. Pasati. Uthati. Uthati. Anapane pariganhati. Anapane pariganhati. Papunati. Papunati. Pathamacchana. Pathamacchana. Sakkhinkaroti. Sakkhinkaroti. Nghe đọc lại lần nữa ha. Palangkang Phucchati. Palangkang Phucchati. Pasati. Pasati. Uthati. Uthati. Anapane pariganhati. Anapane pariganhati. Papunati. Papunati. Pathamacchana. Pathamacchana. Sakkhinkaroti. Sakkhinkaroti. Rồi bây giờ mời đọc ha. Mời lớp đọc. Mời ai đọc được mời giơ tay lên để chúng ta tập đọc. Rồi anh Khánh mời lớp đọc giúp xin. Dạ. Xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ thưa con xin đọc ạ. Palangkang Phucchati là ngồi thế kiết già. Pasati là thấy. Uthati là ngồi dậy đứng dậy. Anapane Parikahanti là chú ý vào hơi thở. Panunati. Papunati. Papunati là đạt được. Pathamacchana là sơ thiền. Sakkhinkaroti là mục kích, là chứng kiến. Nhà thơ cô xin hết ạ. Rồi tốt. Cảm ơn sư. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc
Anh Pha Lan Căng A Bú Cha Tí ngồi thấy kiết già. Pha Sa Tí là thấy. Bú Tha Tí là ngồi dậy, đứng dậy. Ana Bane Parigan Ha Tí chú ý hơi thở ra vào. Pha Bú Na Tí là đạt được. Bát-tha-mát, hà-nát, là sơ thiền, sát-kinh-kha-rô-tí, là mục đích chứng kiến. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Pa Lăng Căng A Phú Trà Tí là ngồi thế kiết già. Bát Xà Tí là thấy. Út Thà Tí là ngồi đứng dậy. Anapane Parigangha Tí chú ý hơi thở ra vào. Papuna Tí là đạt được. Pathamachana là sơ thiền. Sakhin Karo Tí là một cách chứng kiến ạ. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Pa Lăng Căng A Bú Cha Tí là ngồi thế kiết già. Pa Sa Tí là thấy. Út Tha Tí là ngồi dậy, đứng dậy. Anapane Parigan Ha Tí là chú ý hơi thở ra vào. Pa Pú Na Tí là đạt được. Pa Tham Ma Cha Na là sơ thiền. Sắc Kinh Cá Rú Tí là mục đích chứng kiến. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ sư mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật thưa sư con đọc ạ. Pa Lăng Căng A Bú Cha Tí là ngồi thấy kiết già. Pa Sa Tí là thấy. Út Tha Tí là đứng dậy. Anapane Parigangha Tí là chú tâm vào hơi thở. Papuna Tí là đạt được. Pathamachana là sơ thiền. Sakhim Karo Tí là chứng kiến mục đích. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Pa Lăng Căng A Bú Cha Tí là ngồi kiết già. Pa Sa Tí là thấy. Út Thá Tí là đứng dậy ngồi dậy. Anapane Parigangha Tí là chú tâm vào hơi thở. Papuna Tí là đạt được. Pathamachana là sơ thiền. Sakhin Karo Tí là chứng kiến mục đích. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Pa Lăng Căng A Phú Cha Tí là ngồi thế kiết già. Pa Sa Tí là thấy. Út Tha Tí là ngồi dậy, đứng dậy. Anapane Parigangha Tí là chú ý hơi thở ra vào. Pa Pú Na Tí là đạt được. Pathamachana là sơ thiền. Sakhin Karo Tí là chứng kiến mục đích. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Đức Minh Nghệ. Dạ thưa sư xin phép đọc ạ. Pa Lăng Căng A Phú Cha Tí là ngồi kiết già. Pa Sa Tí là thấy. Út Tha Tí là đứng dậy. Anapane Parigangha Tí là chú tâm vào hơi thở. Papuna Tí là đạt được. Pathamachana là sơ thiền. Sakhin Karo Tí là mục đích chứng kiến ạ. Sư xin thắng. Xin mời Phật tử Mang La Lá Nandi.
Dạ, thưa sư, con xin đọc. Ba lăng căn a a bu cha tí là ngồi thế kiết già. Bá sát tí là thấy. Bút tha tí là ngồi dậy, đứng dậy. Anapane. 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 Pari canh tí là chú ý hơi thở ra vào. Ba ba bút na tí là đạt được. Bát tham ma cha ná là sơ thiền. Chá kiên ca rô tí là mục kích chứng kiến dạ xương hết. Xin mời cô Dị Bảo. Dạ, con xin đọc. Ban lăng căn a phú chá tí là ngồi thế kiết già. Bát xá tí là thấy. Út tha tí là đứng dậy. Anapa ne pari gan ha tí là chú ý hơi thở. Pa pú na tí là đạt được. Bát thá mách cha ná là sơ thiền. Sắc khinh cá rô tí là chứng kiến mục kích. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. Ba lăng à phụ cha tị. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ba lăng càng à phụ cha tị ngồi thể kiệt gà. Ba sa tị thấy. Út tha tị đứng dậy ngồi dậy. Anapa ne parik gan ha tị chủ tâm hơi thở ra vào. Pa put na ti đạt được. Pa tha mạch cha na sơ thiền. Sắc khinh ca rô ti chứng kiến mục kích. Con xin hiểu. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ, con xin đọc. Pa lăng căn a put ya ti ngồi thế kiết già. Bát sa ti mà thấy. Út tha ti ngồi dậy, đứng dậy. Anna bắt nê bắt ri hân ha tí, chú ý hơi thở. Bát bút na tí, đạt được. Bát thác ma gia na, sơ thiền. Sắc kiên khá rô tí, mục kích chứng kiến. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hương Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ba lăng kham abuchati là ngồi thế kiết già. Pasati là thấy. Uthati đứng dậy, ngồi dậy. Anapane pariganghati là chú tâm vào hơi thở ra vào. Papunati là đạt được. Pathamacha Na là sơ thiền. Sắc kim karoti là chứng kiến mục kích. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Bá lăng căn á bú chá tí là ngồi thế kiết già. Bá sá tí là thấy. Út chá tí là ngồi dậy, đứng dậy. Anapanebariganhati là chú ý vào hơi thở ra vào. Bá bú ná tí đạt được. Bá thá mát chana là sơ thiền. Sắc kiên cá rô tí là mục kích chứng kiến. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Pa lăng căn a pu cha tí là ngồi kiết già. Pa sa tí là thấy. Út tha tí là đứng dậy, ngồi dậy. Anapane pari gan ha tí
là chú tâm vào hơi thở. Apunati là đạt được. Pathamachana là sơ thiền. Sakin Karoti là chứng kiến, mục đích. Dạ thi sư con xin hết. Xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ thư sư con xin đọc ạ. Palankang apusati là ngồi thấy kiết già, pasati là thấy, uthati là ngồi dậy, đứng dậy, anapane rariganhati là chú ý vào hơi thở ra vào, papunati là đạt được, batamasi Bathamasana là sơ thiền. Sakinkaroti là chứng kiến, là mục kích. Dạ, thư sư con xin hết. Xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu. Thư sư con xin đọc ạ. Ba lăng căng a phú cha tí. Ba tha tí. Út tha tí. A la ba le ba di gang a ti ba u la ti ba ta mách cha la tắc kinh ca rô ti. Xin mời Phật tử Lập Trần ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Ba lăng căng a phu cha ti ba sa ti ut tha ti a la ba le ba di gành ha ti ba bu a la ti ba tham ma cha cha la sắc hình caro ti. Dạ còn Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi hết rồi, nghe đọc lại ha. Palankang apuccati Palankang apuccati pasati pasati uthati uthati anapane pariganhati anapane pariganhati papunati papunati pathamacchana pathamacchana sakhin karoti Sakhin Karo Tí. Rồi, đó là phần từ vựng ha. Giờ hôm nay chúng ta học một bản chia một bản chia động từ thì hiện tại ở dạng Chana Tí. Hôm trước chúng ta đã học một bản chia, hai bản chia ở dạng Pách Tí, một bản chia ở dạng DC Tí. Hôm nay thì chúng ta học một bản chia ở dạng Chana Tí ha. Dạng chia Chana Tí. Thì ở đây chúng ta có ngôi thứ nhất Ahang Chanami Mayang Chanama. Ngôi thứ hai Toang Chanasi Số ớt Toang Chanasi Số nhì Tông Hê Chanatha. Ngôi thứ ba Số ớt So Chanati Số nhì Tê Chananti. Rồi lần nữa ha, xem lần nữa. Rồi chúng ta sẽ xuống cái bản tập chia ở YD ở đây để chúng ta tập chia. Nhớ ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba ha, tập đọc vậy cho quen. Ở đây người ta viết ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng, nhưng mà mình tập chia theo tiếng Anh, theo cái bản hiện đại tí. Ừ.
Ngồi thứ nhất số ít a hằng cha na mí, số nhiều mi ăn cha na má. Ngồi thứ hai số ít toàn cha na xí, số nhiều tôm hê cha na thá. Ngồi thứ ba số ít so cha na tí, số nhiều tê cha nan tí. Rồi lại nữa. Ngồi thứ nhất số ít a hằng cha na mí, số nhiều mi ăn cha na má. Ngồi thứ hai số ít toàn cha na xí, số nhiều tôm hê cha na thá. Ngồi thứ ba số ít so cha na tí, số nhiều tê cha non tí. Tức là mình muốn chia đồng từ cha dạng a tí, trước tiên là mình phải bỏ cái đuôi nó ra à. Đây, mình phải bỏ cái đuôi của chữ a tí này ra, rồi mình ghép với cái đuôi ở dưới đây à. Đây là cái bảng tóm tắt. Cái bảng tóm tắt để mình tập chia. Thì chia lại một lần nữa ha, cho cái bảng tóm tắt ở dưới đây. Ngồi thứ nhất số ít a hằng cha na mí, số nhiều mi ăn cha na má. Ngồi thứ hai số ít toàn cha na xí, số nhiều tôm hê cha na thác. Ngồi thứ ba số ít so cha na tí, số nhiều tê cha na tí. Rồi bây giờ ai tập chia được giơ tay lên chia thử ha. Chia được giơ tay lên chia thử. Rồi anh Cát Khánh mày lớp chia từ tham ý cá liễu. Các khánh mời lớp chim sư. Dạ. Xin mời Phật tử Lập Trần. Dạ, xin mời Phật tử Lập Trần. Tại đó thì chừng không quên à. Xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ môn Phật, thưa sư con đọc ạ. Ngồi thứ nhất số ít a hằng cha na mi, số nhiều ma dằng cha na ma. Ngồi thứ hai số ít toàn cha na si, số nhiều tùm hê cha na tha. Ngồi thứ ba số ít so cha na ti, số nhiều tê cha na ti. Dạ con xin hết ạ. Rồi tốt. Dạ. Xin mời Phật tử Hạo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Ngồi thứ nhất số ít a hằng cha na mí, số nhiều má dằng cha na má. Ngồi thứ hai số ít toàn cha na xí, số nhiều tùm hê cha na thá. Ngồi thứ ba số ít cha so cha na tí, số nhiều tê cha nan tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin chia. Ngồi thứ nhất số ít á hăng cha na mí, số nhiều má hăng cha na má. Ngồi thứ hai số ít toàn cha na xí, số nhiều tùm hê cha na thá. Ngôi thứ ba số ít so cha na tí, số nhiều tê cha tan tí. Thưa sư con xin hết. Cha nan tí. Cha nan tí. Dạ. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ thưa sư con xin chi ạ. Ngôi thứ nhất số ít a hàm chăng na mi, ngôi thứ nhất số nhiều ma dầm chăng na má. Ngôi thứ hai số ít tâm chăng na xí, số nhiều tùm hê chăng na thá. Ngôi thứ ba số ít so chăng na tí, số nhiều tê chăng na tí. Dạ con xin hết ạ. Rồi, dạ xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ thưa sư con xin chia ạ. Cha na tí, ngồi thứ nhất số ít a hằng cha na mí, số nhiều mí dằn cha na má. Ngồi thứ hai số ít toàn cha na xí, số nhiều tùm hê cha na thá. Ngồi thứ ba số ít so cha na tí, số nhiều tê cha năng tí. Dạ thưa con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà.
Thưa sư, con xin chia động từ janati ở thi hiện tại ạ. Ngôi thứ nhất số ít, ahang janami, số nhiều, mayang janama. Ngôi thứ hai số ít, vang janasi, số nhiều, tumhe janatha. Ngôi thứ ba số ít, so janati, số nhiều, te janati. Con xin hết ạ. Rồi, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin chia động từ janati ở thì hiện tại. Ngôi thứ nhất ahang janami, số nhiều mayang janama. Ngôi thứ hai số ít toan janasi, số nhiều là tumhe janatha. Ngôi thứ ba số ít là so janati, số nhiều là te janati. Dạ bạch sư hết ạ. Dạ. Yeah. Xin mời cô Dự Bảo. Dạ, con xin chia động từ janati thì hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít ahang janami, số nhiều mayang janama. Ngôi thứ hai số ít tăng janasi, số nhiều tumhe janatha. Ngôi thứ ba số ít so janati, số nhiều te janati. Con xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít ahang janami, số nhiều mayang janama. Ngôi thứ hai số ít toàn janasi, số nhiều tumhe janatha. Ngôi thứ ba số ít so janati, số nhiều te janati. Dạ thưa sư. Rồi, hỏi chia được thì là giỏi. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin chia động từ janati thì hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít ahang janami, số nhiều mayang janama. Ngôi thứ hai số ít toàn janasi, số nhiều tumhe janatha. Ngôi thứ ba số ít so janati, số nhiều janati. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít á hằng gia nạ mí, số nhiều má dằng gia nạ má. Gia 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 nạ má. Ngôi thứ hai số ít tài quanh gia nạ xí tùm hề gia nạ thá. Ngôi thứ ba số ít số gia nạ tí, số nhiều tê gian năng tí. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Con xin chia động từ janati thì hiện tại. Của ngôi thứ nhất số ít là ahang janami, số nhiều là mayang janama. Ngôi thứ hai số ít là thoam janasi, số nhiều là tumhe janatha. Ngôi thứ ba số ít là janati, số nhiều là te janati. Xin mời Phật tử tắt mic. Dùng chưa tắt mic. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin chia động từ janati. Ngôi thứ nhất số ít ahang janami, số nhiều mayang janama. Ngôi thứ hai số ít toàn janasi, số nhiều tumhe janatha. Ngôi thứ ba số ít so janati, số nhiều te janati. Dạ thưa sư, con xin hết. Yeah.
Xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng cha na mí, số nhiều mấy dăng cha na má. Ngôi thứ hai số ít toàn cha na xí, số nhiều là tâm hê cha na thá. Ngôi thứ ba số ít là sô cha na tí, số nhiều là tê cha na tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật thử Tha Mi Cá Liễu. Dạ con thưa sư, con được xin chia động từ cha la tí. Thì hiện tại ngôi thứ nhất số ít á hằng cha la mỹ, số nhiều má rằng cha la má. Ngôi thứ hai số ít toàn chá là sĩ, số nhiều tùm hề chá là thá. Ngôi thứ ba số ít tổ chá là tí, số nhiều tê chá là tí. Tập lâu được càng tập, đọc lâu làm được hết. Mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít á hằng cha ra mí, số nhiều ma dân cha ra má. Ngôi thứ hai số ít cha ra xí, tâm hề cha ra thá. Ngôi thứ ba số ít sô cha ra phí, số nhiều tê cha ra phí. Dạ con xin hết. Rồi. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi bây giờ hết rồi, nghe đọc lại một bản ha, nghe một lời một bản rồi sư, giờ thời gian còn lại mình sẽ làm thử lớp lần thử bài tập kiểm tra coi làm được hay không nha. Bài tập kiểm tra 15 phút lớp khoan hãy lời rung an các thánh sẽ hướng dẫn cho lớn lớp làm bài tập kiểm tra thử xem có làm được hay không. Giờ nghe đọc lại cái đi. Người thứ nhất số ít a hằng cha na mí, nhiều mới dăng cha na má. Ngôi thứ hai số ít toàn cha na xí, tùm hê cha na, số nhiều tùm hê cha na thá. Ngôi thứ ba số ít sô cha na tí, số nhiều tê cha na tí. Rồi lần nữa, ngôi thứ nhất số ít a hằng cha na mí, số nhiều mới dăng cha na má. Ngôi thứ hai số ít toàn cha na xí, số nhiều tùm hê cha na thá. Ngôi thứ ba số ít sô cha na tí, số nhiều tê cha na tí. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc phần bài học ở đây. Bây giờ mình sẽ tới phần bài kiểm tra. Giờ mời anh Khắc Khánh sẽ lên hướng dẫn cho lớp làm bài tập kiểm tra đi. Dạ, thưa các Phật tử, thì sư có chuẩn bị một cái bài học, bài tập kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi cho mọi người. Thì sắp tới con sẽ gửi cái bài kiểm tra này qua đường link chat trong group. Thì mọi người nhấp vô cái đường link đó sẽ truy cập được cái bài này. Thì mình sẽ làm trên điện thoại hoặc là máy tính để bàn của mình. Thì sau khi mình trả lời xong á, thì nó sẽ tự động chấm điểm và cho biết điểm kết quả của mình luôn. Và mình có thể cho vô cái phần kết quả để xem câu nào đúng, câu nào sai. Thì mọi người sẽ làm một lần và sẽ ghi nhận được kết quả lần đầu tiên của mọi người làm. Thì trong đây có một số câu hỏi nào nếu sao á, tức là câu hỏi bắt buộc trả lời. Còn câu hỏi không đánh dấu sao là câu hỏi không bắt buộc. Thì có một số phần đầu thực ra là cái phần là bí Phật tử để ghi nhận tên bí Phật tử và tên dùng trong lớp. Rồi cái pháp danh tên Facebook nếu có thì có thể ghi ở đây, nếu không thì không cần. Dạ, còn phần xuống dưới là sẽ là 10 câu hỏi của sư. Thì thời gian làm bài này là trong vòng 15 phút. Thì làm bài bằng cách là mình sẽ chọn câu trả lời đúng nhất trong những cái câu trả lời được sư đưa ra. Và mình cứ chọn tiếp câu tiếp theo. Thì có khoảng 3 câu mình sẽ phải gõ câu trả lời vô. Thì các Phật tử nếu mà câu đó có nhiều câu trả lời thì Phật tử cứ gõ câu trả lời và cách nhau bằng dấu phẩy. Thì nó sẽ không phân biệt bằng chữ thường, chữ hoa. Miễn là quý Phật tử gõ câu trả lời vô được. Dạ, thì phần này
không biết là mấy Phật tử có câu hỏi gì không ạ? Dạ, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gửi cái đường link của cái bài tập này qua chat. Thì mọi người vui lòng nhấp vô phần chat này để lấy cái đường link của cái bài tập này ạ. Okay. Dạ, mọi người thấy được cái đường link tới bài tập chưa? Dạ rồi chú Khánh. Rồi, mọi người cứ nhấp vô đường link đó, nó sẽ mở lên cái bài tập này. Mọi người cứ làm thử bài tập này. À, nhận được rồi, cứ làm đi. Dạ, cứ làm, mọi người làm xong thì cứ việc bấm nút gửi, tức là coi như nộp bài á. Thì lúc đó nó sẽ hiện lên cái kết quả của mình là bao nhiêu điểm. Thì 10 câu hỏi tối đa là 10 điểm. Rồi mình có 15 phút làm bài ha. Thì nếu mà Phật tử gõ nó không mở cửa sổ mới á, thì mình copy cái đường link đó và dùng cái ứng dụng Chrome hoặc là những cái trình duyệt nào đó để mở lên. Có ai không nhận được thì lên tiếng. Dạ, nếu Phật tử nào còn gặp vấn đề chưa mở được cái bài tập thì cứ lên tiếng ạ. Khánh gửi vô trong chat đó hả Khánh? Dạ, gửi con chat, bỏ vô trong cái group của lớp Phật học, lớp Bali luôn. Thì mọi người vô chỗ nào cũng được. Các Khánh làm sao mở lên được hả? Mình nhấp thẳng vô cái link đó, hoặc nếu mà nhấp thẳng nó không mở á, thì mình copy nó rồi cho dán vô trình duyệt, dán cái địa chỉ vô trình duyệt là được á. Không biết làm rồi đây. Em có copy đúng cái đường link này vô trong cái nhóm chat Messenger của lớp học á, mọi người có thể vào đó để mở, nhấp vô mở lên cũng được. Thì đơn giản là cái đường link thì mọi người copy với mở quá trình duyệt lên, copy và gán cái trình duyệt vô, bấm enter thì nó sẽ hiện hiện lên. Thì mình có thể bắt đầu gõ những câu trả lời vô. Cô nhắc vô đường link, cô chờ một chút nó mới mở ra. Nó không mở liền. Hơi lâu. Yeah. Yeah. Dạ, hiện tại còn Phật tử nào chưa truy cập được bài tập không ạ? Các Khánh ơi, cô chưa có làm được. Các Khánh ơi, không biết làm sao. Dạ bây giờ cô có copy được cái đường link này không? Nhấp phải, nhấp chuột vô đó sẽ hiện lên một cái, hoặc là nhấp vô cái đường link, nếu nó không tự động mở ra nó sẽ hiện lên một cái gọi là copy, sao chép. Dùng bằng điện thoại nè, rồi sao dùng bằng làm. Dạ thì cô vô điện thoại vô cái đường link vô chat á, cô bấm vô sao chép. Giờ đây không biết con thể share được cái này không. Để con sẽ làm trên minh họa trên màn hình nha, cho mọi người thấy. Giờ đây share screen. Đây. Lớp có vấn đề gì cứ lên tiếng để anh Khánh anh sẽ hướng dẫn lại cái này bài tập đầu tiên, để sau này mình có thể, nếu mà mình làm được thì mình có thể làm bài tập 2, bài tập 3 ha. Rồi mọi người thấy cái màn hình không ạ? Màn hình trên máy tính con có mở ra phần chat. Thì đây có một cái đường link. Thì bây giờ mình copy cái đường link này. Bấm Ctrl C hoặc trên máy tính trên điện thoại á, thì là có cái dấu mình nhấp vô thì nó sẽ có thể hiện là copy. Hay là rồi bắt đầu mình dùng một cái trình duyệt, chẳng hạn như hiện tại con nhìn trình duyệt này thì con gõ cái địa chỉ đó, gọi là dán vô.
đây bấm đây và bấm enter thì nó sẽ hiện lên cái bài tập. Cách khác nữa là trong cái group chat của Messenger nè, mình có gửi cái đường link tới đó luôn thì mọi người cứ nhấp vô là nó cũng tự động mở ra. Làm xong rồi sao anh? Họ làm xong rồi gửi cho mình sao? Dạ sư cho câu hỏi sư. Hỏi đi. Dạ sư cái câu bãi cái nghĩa nó cái động là cái gì sư? Cái đặt cái câu bãi sư. Câu bãi sao? Cái câu bãi là hồi đó là cái gì động động trong tiếng Bali là cái gì sư, nghĩa là sao, động từ hay là động hay là cái gì? Cái 11 tấm bãi. Dạ. Câu bãi nào? 11 tấm bãi sư, tỷ là động trong tiếng Bali được chia thành bao nhiêu động từ, động từ là không có rồi, nhưng mà 11 tấm bãi động trong tiếng Bali có mấy loại? Động từ cái đó động từ ha, động từ ha, động từ cái đó thiếu, xin lỗi, cái động từ á, vậy cái đó động từ rồi chứ, à động từ, động từ, dạ, sửa được không anh Khánh, có sửa được không? Dạ dạ để con sửa lại. Không 11.7. Vật chất của ma. Nếu mà các tưởng làm được sau này mình làm cao hơn một tí. Cái này bài tập đầu tiên với các tưởng mình có làm được hay không. Cũng này từ bài 1 tới bài 5 đó. Bài là sư cho con hỏi ạ. Hỏi đi. Dạ, con làm xong bài rồi và mà chấm điểm ấy, nhưng mà con thấy là ví dụ giống như câu 12.8 từ Pupala thì đáp án là những vị vua, nhưng mà con điền là các vị vua thì nó vẫn là sai, nếu như thế là không tính điểm ạ. Hay sao ạ sư? Tại vì tất cả từ những thì nó vẫn đúng, đúng không sư? À, vẫn đúng, đúng rồi. Dạ, rồi thì mấy cái câu rồi câu 14.10 cũng thế ạ. Đọc con điên là vì đào sĩ khóc, nhưng mà nó chấm sai bởi vì câu trả lời của nó là chỉ là đào sĩ khóc. Thì con thấy kết quả như thế thì sẽ chấm không đúng á. Nó không chính xác lắm hả? Dạ, tại vì khi mà set khi mà chắc là phần set up câu đáp án là không có bao gồm
có thể cái cách dùng từ khác này là máy nó sẽ không có thể dò được. Máy nó không hiểu hả? Dạ chắc là tại vì anh Khánh anh cai là những đáp án đúng rồi, chỉ có gồm những cái này nhưng mà lại bị thiếu vài ý nên con nghĩ là nó sẽ không ra được. Dạ mô Phật thưa sư, con cũng bị giống cô. À. Dạ, một số từ ví dụ như là các đức vua thì nó không có nhận, mà đáp án đúng của nó là những vị vua đó. Hoặc là đến các thái tử thì ở dưới nó không có chữ thái tử mà nó là hoàng tử. À, rồi dạ, nó bị sai, nó không có đúng cái từ đó là nó không có chịu. Đúng là máy móc nó cũng hơi khó ha. Nhưng mà mình biết mình làm đúng là được rồi, tại máy móc thì nó tương đối như vậy. Đợi sĩ khóc là dạ thưa sư hello nói đi. Dạ dạ thưa sư, con cũng nộp bài rồi, con cũng bị lỗi giống vậy, nhưng mà con có một cái lỗi là tính trong tiếng Pali có bao nhiêu tính thì con chọn là ba tính, nam tính, trung tính. Nhưng mà câu trả lời là hai. Không, cái đó là hai trong trường hợp đó. Không là làm sai rồi bỏ rồi. Tôi nói trả lời hai mới được, ba không đúng. Thái tử phụng tử ra cha cú ma ra ana cha cha rồi đến các hoàng tử. Mệt quá. Nghĩ chắc không ai được 10 điểm, nếu mà máy chấm chắc không ai được 10 điểm được phải không? Tại nó chỉ sai chữ một tí là họ không chịu. Nhưng mà bài tập này làm được hết không? Nếu mình tự chấm của mình lại, mình thấy làm được hết không? Tạm tạm rồi. Tạm được phải không? Được có 5 điểm à? Cái chỗ nào? Dạ sai một câu bị trừ hết 3 điểm. Anh ơi, cái chỗ nộp nó mờ, có ông Khánh chữ gửi á. Gì trơn? Nó không có sáng mà cái nó bị tô xám mờ. Không có nộp được. Có câu nào chưa trả lời đó Trân lên kiểm tra lại đi. Phải trả lời đủ hết câu mới submit được. Câu nào đến dấu sao phải trả lời hết. Khánh kiểm tra ai được bao nhiêu bài làm xong rồi Khánh. Cô làm lên bài làm xong rồi sư. Hả? Cô tải không được, cô không biết tải. Khánh soạn cái này cũng dễ làm á thưa sư. Trả lời hết rồi. Tại có chấm tự động thì con không có lường hết cái cách mọi người trả lời nên chỉ chọn được một hai cái thôi. Đúng rồi, ba cái này để lường hết cái cách trả lời thì hơi khó. Chứ gửi lắm. Mỗi một người trả lời một cách, mỗi cách khác nhau để chọn hết các loại từ ngữ để trả lời thì rất là khó. Thế lần sau đấy con sẽ tạo ra hết nhiều trường hợp có khả năng thực tự trả lời. Nhưng mà cái này nói về dịch thì rất là khó. Tại ý là cái này mới dịch là câu ngắn thôi đó. Còn câu dài nữa thì làm sao mà dịch được. Nó không có cùng ý sư ơi. Giống như ví dụ mà chữ cát và chữ nhẫn á, thì nó không có chấm đâu. Nhưng mình sẽ đưa cái câu nào xác định ra là cái câu khác một chút là nó không được chấm. Cho sai. Chữ gửi nó mờ lắm, nó không có gửi được.
Dạ, mô Phật thư sư là con có ý kiến, ví dụ như những cái bài dịch từ Bali sang Việt á, thì có thể cho trắc nghiệm được không? Ví dụ như là từ Pupala thì ví dụ như các đức vua rồi các vị hoàng tử hay cái gì đó, tức là mình cũng chọn trắc nghiệm luôn. Rồi còn cái nào mà dịch từ tiếng Việt qua Bali á, thì mình hãy để cái kiểu giống như vậy thì nó sẽ chính xác hơn chút. Để làm sao? Dạ, tới ví dụ như là hãy dịch chữ các vị vua thì phía dưới thì mình sẽ dịch qua Bali thì chắc chắn là nó là cái chữ đó thôi chứ nó không có khác được. Và đáp án thì nó chỉ là cái chữ vậy thôi. Ví dụ như là hãy dịch chữ các vị vua sang tiếng Bali chẳng hạn thì ở dưới mình chỉ đánh được chữ Pupala thôi chẳng hạn vậy. Dạ. Giống dịch từ vựng vậy hả? Dạ. Việt qua Bali. Ý con nói là Việt qua Bali chứ không phải Bali qua Việt. Còn nếu mà dịch Bali qua Việt thì nên cho trắc nghiệm. Hay sư tự chấm được sư? cái phần này mình có thể tự chấm được nhưng mà nó sẽ tốn thời gian hơn. Còn nếu mà muốn chấm tự động á, mình phải nhập vô tất cả những cái câu trả lời có thể chấp nhận đúng á. Thì khi mà người chọn thì nó sẽ tự động chấm điểm. Thì lúc nãy mình nhập các Khánh ơi, cô gửi rồi mà bài cô muốn sửa thì giờ làm sao? Dạ một lần thôi cô ơi, nếu mà cô chưa nộp cô muốn sửa một câu thôi. Ăn nộp rồi. Dạ, rồi cô hiểu rồi, nãy cô ghi là cô chưa có hiểu ý, nhưng bây giờ cô hiểu cái ý của cái câu đó rồi. Đi Cho đi mấy câu hỏi cô sẽ dịch nó không đi con ơi. Rồi cô làm mà cô cũng biết đánh gỡ làm sao nữa. Cô kéo xuống cô kéo không được, nó không đi. Hiện tại là cô cô nhấn chat đây vừa là cô tải lại, cô tải riêng cái đó cô mới làm được. Còn nó của Khánh làm á là cô đẩy nó không đi đúng rồi. Cái nãy Khánh là nó giới thiệu á. Dạ. Cô tải về lại giờ con mới điền cho được. Có biết tải chứ, nãy là bản con Khánh là con không làm cho được. Đâu có biết tải làm sao đó. Vô nút chat nó cái bấm vô nhóm chat của lớp Bali ấy, cô có một cái link cô nhấp vô trong đó nó sẽ mở lên bài tập. Bài tập này con mới điền được. Còn cái này Khánh giới thiệu là cô nhấp vô cái đó đâu có ăn đâu. Con phải vô nút chat. Được bao nhiêu người làm mà làm anh Khánh? Hiện tại là 26 người đã trả lời, lên 27 rồi sư. Không được thưa sư. Có sót không? Có sót không? Vậy là sót anh không đi đâu. Đủ hết rồi. Nãy chị cũng bị sót á, nó không chịu đi á. Nó không nhảy lên đủ á. Con coi thiếu cái nào không? Coi lại, tại hồi nãy lúc đầu chị làm á, không nhảy con đó vô. Chị đủ rồi, không có chị không đi. Đủ rồi. Mấy chỗ nào đánh dấu sao là bắt buộc trả lời như trời. Chọn hết rồi, câu nào cũng chọn hết mà nó không đi, nó không có sáng cái chữ gửi nó mờ. Thôi Trân chịu khó nhấn F5 lại cái làm lại đi. Rồi nộp lại. Ấy các bạn của chị cũng vậy, nó thiếu một câu á, chị làm xong chị đi nó không đi, chị coi lại nó kêu là báo, nó báo là còn sót á. Làm lại nó mới đi. Dạ, 28 Phật tử đã nộp bài. Lớp mình là có 46, vậy là còn 48. Khoảng 16 người nữa. 16 Phật tử nữa chưa nộp bài. À, một số người không làm được, một số người không chưa biết cách. 7 trên 10. Sư con có tải được chưa ơi? Dạ, con không có tải về được sư ơi. À, con số người chưa không tải được nữa cả. Dạ, con không có... con cũng không biết cách tải sư ơi. Con làm ngoài không được, nó đứng chỗ rồi sư. Không phải là cái màn hình ở phía trên đâu nha cô Bảo. Cô vô cái Messenger chat của lớp chùa Siêu Lý á. Khách
thánh chỗ nào, có messenger chỗ nào không biết. Thường cô bấm lên chữ đó, chữ chắc hoài rồi kéo lại kéo xuống lại mới có cái đường link. Đó nút chat nó chỗ chat nó mấy hôm nay bộ không xài chat nên sao mà không biết. Có xài chat đó sư, mà sao không làm được, không có thông minh gì. Cái chat là nó khác hơn cái chat làm bài tập của đó cô cùng Điệp ơi. Cô kéo ngược lại đi, nó qua rồi anh gửi lại đường link đó cho cô nhấn dễ hơn đó Thanh. Không có biết chỗ nào làm hết trơn. Cái chat con xe mà hình rồi đây rồi. Thấy mọi người thấy cái cửa sổ Messenger không à? Cái Messenger mọi người thường chat trên Facebook á, thì có một cái nhóm gọi là nhóm học Bali của trường Sư Lý, thì chắc đa số mọi người là thành viên của nhóm này rồi. Thì trong đây nó có một cái link cho Microsoft Form nè. Mọi người nhấp vô trong đó thì nó sẽ tự động mở cái bài tập này lên cho mọi người làm. Khoan xí, có một số nhiều người chưa vô được đó Thánh ơi. Nếu mà chưa vô được thì cách thứ nhì để vô là trong Zoom chat, mở lên đây mà nó không cách nào nó hiện lên được. Hầu như nó qua rồi, kéo ngược lại á, nó qua rồi. Cách gửi lại vô cái chỗ chat trong Zoom đi. Thái Huyền gửi nè, có nè, mới cái cuối cùng luôn á. Rồi, được rồi đó, lên. Bấm vào đó là được. Mọi người bấm vào cái link cuối cùng ở trong Zoom chat á, nó cũng tự động mở cái cửa sổ lên. Tức là cái bài tập á, mọi người vô đó làm. Sao nó ghi là chào mừng đến với Samsung Internet là cái gì vậy Khánh? Dạ cái này là chắc là mạng hết mạng hoặc là chưa kết nối Internet đó cô. Sao kìa? Cô nãy giờ cô vẫn xài Internet mà sao nó ghi chào mừng đến với Samsung Internet là cái gì, trời ơi chán ghê, không biết làm sao. Các Khánh ơi, thứ bảy này các Khánh có đến chùa Trúc Lâm không các Khánh? Dạ thứ bảy này dạ không. Chỉ dùng vậy thôi, không biết đường làm rồi. Dạ hiện tại là được 31 một tử đã trả lời rồi đó. Giờ con sẽ gửi liên một lần nữa qua Messenger. Cũng ít người nó rất chát là dễ nhất. Dạ mọi người mở được cái group chat của trong Zoom không à? Thì trong group chat mà mọi người thường trả lời á, thì group chat muốn mở thì mình vô chỗ more, tức là thêm nữa, rồi vô để chọn là chat. Được rồi. Lần này được rồi, gửi được rồi, làm lại gửi được rồi. Nghĩa là xong rồi, mọi người cũng biết điểm rồi phải không? Biết điểm là tương đối đó. Dạ có Phật tử nào chưa trong Facebook, nhóm Facebook mà muốn add vô thì cứ nhắn tin cho con là cái tên Facebook để con add vô. Hiện tại là có 33 Phật tử đã trả lời rồi. Thì để 11 mình có bài tập nữa thì mình làm cho quen. Nếu mình muốn học cái này thì phải lâu mình có bài tập kiểm tra nhỏ nhỏ gì đó để làm quen. Biết điểm để mình biết là mình đúng sai bao nhiêu câu à? Dạ là 34 câu trả lời rồi. Còn ai có rồi.
cái sai sót chút đỉnh gì đó, cái đó mình cũng biết rồi. Ví dụ mình làm những mà đáp án họ cát, hoặc là đáp án cát mình làm những gì đó, cái đó mình cũng biết là mình đúng rồi, tại nó chấm sai thôi. Anh biết là của mình là cũng đã đúng, mà sai chữ các vị vua mà đáp án chỉ là vị vua rồi vậy thôi, thì mình cũng biết là mình đúng. Thưa sư, sao sai hai câu mà có bốn điểm vậy sư? Hả? Sai có hai câu mà được có bốn điểm à? Vậy là phải sai nhiều hơn. Không có, câu 13 câu đức vua với lại thái tử khóc á, chia văn phạm mà nói không có rõ đó. 14 câu 10 điểm mà sai có hai câu mà có được có bốn điểm à? Dạ, đã 35 câu trả lời rồi. Bây giờ mình tạm nghỉ anh đây rồi, ai làm được sao gửi sao đi. À. Dạ. Dạ, con có thể dành một phút thôi, từ một số Phật tử chưa trả lời xong. Thì lần sau con sẽ share cái kết quả chung của lớp, thống kê chung. Ừ. Dạ, câu trả lời luôn. Dạ, mời lớp Hồi Hướng đi. Hồi Hướng em nghỉ. Dạ. Dạ, xin mời quý vị Tắc Bích và Trang Nghiêm thân khẩu ý để chúng ta chuẩn bị cho buổi Hồi Hướng tối nay. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy cho lớp, và kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui, và được nhiều thành tựu trên con đường tu tập. Bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc lời kinh Hồi Hướng đến chư thiên. Xin mời cô. Dạ, con xin thay mặt lớp học xin đọc kinh bài kinh Hồi Hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chathamatha devanaga mahitika bunyang no anumodanto chirang rakanto sasanang Akasatha chathamatha devanaga mahitika bunyang no anumodanto chirang rakanto no garo Akasatha chathamatha devanaga mahitika bôn nhang lo anumodan tu chi răng ra khan tu nhà ta yo akasatha chathamata devanaga mahitika bôn nhang lo anumodan tu chi răng ra khan tu palino akasatha chathamata devanaga mahitika bôn nhang lo anumodan tu chi răng ra khan tu no sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kare. Sato, sato, sato. Dạ, buổi học tối nay đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Chúc sư nhiều sức khỏe. So thi tàn tề. Thưa sư. Thưa sư, con chắc đọc mất rồi, không nghe nữa. Đi đâu mất. Có gì? Dạ thưa sư, con xin hỏi có một câu mà trong bài tập của sư đó. Ừ. Cái câu 8.3 sư hỏi
Cái câu đó sao con không có hiểu sư? Trong tiếng Pali chia là mấy loại là sao? Ý đó là sư muốn hỏi chi? Câu gì trong tiếng Pali chia làm mấy loại? Tha động từ với tự động từ có bao nhiêu mẫu tự? Trong tiếng Pali có bao nhiêu mẫu tự? Mấy nguyên âm và mấy phụ âm? Đúng không? Câu hỏi câu đó đúng không? Không, loại là động từ là tha động từ với tự động từ đó sư. Loại thì biết rồi, thí dụ như có hai, theo cách sử dụng thì có hai, tha động từ và tự động từ. Cái câu mà 8.3 sư hỏi sao con không có hiểu lắm, thành ra con trật câu đó. Con trật một câu. Nhưng hỏi gì? Tại vì sư không ấy, sư không có nhớ. Không có nội dung. Dạ, để coi lại sư. Anh bắt cái câu đó lại. Coi lại cái câu đó không có rõ ràng. Câu là sự phân loại tính trong tiếng Bali có mấy cách? Không, không phải câu đó. Câu đó mẹ làm trúng rồi. Dạ, có. Cái câu là có hai cách phân loại tính cho danh từ là sinh tính và định tính, là có hai tính. Không, khác, trên. Sự phân loại tính trong tiếng Mali có mấy cách rồi? Có bao nhiêu này rồi? Sự dưới chứ. Phân loại, danh từ có rồi xong. Động từ được chia thành bao nhiêu ngôi được? Động từ trong tiếng Mali có mấy loại? Cái này, câu này là tôi sư. Động từ trong tiếng Pali có mấy loại nếu dựa theo tác dụng của chúng? Cái câu này là sư muốn hỏi là động từ thì tha động từ hoặc là tự động từ hay là động từ có bốn dạng. Con không có hiểu rõ cái đó. Đó, hỏi tha động từ với tự động từ á. Là tha động từ với tự động từ hả? Ta nói theo tác dụng thì nói tha động từ với tự động từ. Dạ. Yeah. Cái đó trong bài học có mà, coi câu đó có câu trong bài học có. Câu khác nữa, không phải câu này nữa. Tại không có đọc trong bài học cho nên không nhớ thôi. Dạ, trong bài học có câu đó mà. Dạ. Trả lời sai một câu mà cái câu đó con cũng hiểu. Cái đó nói theo bài học mà. Dạ. Cũng rồi xong chưa? Dạ, con kính chào sư ạ. Dạ. Rồi, nghỉ ha. Dạ, thôi, cảm ơn sư.